Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình: phụ nữ vùng cao với mô hình du lịch cộng đồng, Lào Cai hỗ trợ tiền thuê nhà cho 124 lao động, hiệu quả của việc triển khai thí điểm áp dụng hệ thống thông tin cơ sở tại một số trạm y tế cấp xã, nắng nóng phơi bày thực trạng thiếu cây xanh tại Paris. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng mùng 5 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xử lý các tình huống, chủ động và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phòng ngừa dịch bệnh, phối hợp thẩm định 227 dự án, quy hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tổ chức quy tập 21 hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ bàn giao 15 nhà tình nghĩa, 20 nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ một số nội dung, đề xuất chủ trương, giải pháp, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong phòng chống thiên tai, khống chế các loại dịch bệnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, tổ chức các cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban dân tộc tỉnh vừa phối hợp với huyện Simacai tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Tại hội thi, 5 đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện cùng tranh tài trong các phần thi chào hỏi, thi kiến thức và tiểu phẩm. Các tiết mục tiểu phẩm được dàn dựng công phu, nội dung thi gắn cụ thể với tình hình thực tế tại các địa phương. Thí sinh các đội thi cũng đã thể hiện sự hiểu biết về kiến thức pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, nội dung cơ bản về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, luật khiếu nại, tố cáo, bình đẳng giới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Quan Hồ Thần, giải nhì cho đội thi xã Sán Trải, đồng giải ba cho hai đội xã Nàn Xín và thị trấn Simacai. Sáng mùng 5 tháng 8 tại huyện Mường Khương, Ban chỉ đạo công tác y tế dân số tỉnh tổ chức lễ phát động tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Với chủ đề giáo dục và hỗ trợ đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ nhằm bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng với người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia diễu hành cổ động trên các trục đường chính thị trấn Mường Khương nhằm truyền đi thông điệp sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Nhận thấy nhu cầu trải nghiệm du lịch làng bản của khách trong và ngoài nước, chị Lù Thị Lan ở xã Bản Hồ, thị xã Sapa đã bắt tay vào làm mô hình du lịch cộng đồng. Từ khi thực hiện, thu nhập của gia đình chị Lan đã được nâng lên, đồng thời tạo được công ăn việc làm cho mọi người trong gia đình. Trước đây làm nghề hướng dẫn khách du lịch, chị Lan nhận thấy nhu cầu của du khách, nhất là khách nước ngoài, thích lưu trú lại bản làng để tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân địa phương. Tận dụng diện tích đất rộng của gia đình, cuối năm 2018, chị Lan bàn với chồng mạnh dạn vay 500 triệu đồng cùng với nguồn vốn của gia đình đầu tư làm nhà nghỉ homestay. Em có suy nghĩ là nhà mình có đất thì mình có thể mình sẽ mở rộng homestay, mình có thêm thu nhập cho gia đình, kinh tế ổn định cho gia đình hơn. Làm nhà nghỉ kết hợp với hướng dẫn khách đi tham quan các làng bản và thưởng thức ẩm thực của đồng bào vùng cao. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình chị ổn định hơn. Từ mô hình này, mỗi tháng cũng mang về cho gia đình chị Lan trên 40 triệu đồng. Có tháng cao điểm thu trên 100 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế nó sẽ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Cái thứ hai là mình sẽ giúp được thêm mọi người trong gia đình mình có thêm nguồn thu nhập thêm. Và anh em có thể đi theo mình để làm để có thêm nguồn thu nhập ạ. Vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19, thời gian này gia đình chị Lan và các hộ làm homestay ở Bản Hồ đã liên tiếp đón nhận tin vui khi du lịch đã phục hồi mạnh mẽ, khách du lịch đến với Bản Hồ ngày càng đông.
phỏng vấn. Gần đây ấy, thì có rất nhiều những cái đôi vợ chồng rất trẻ nhưng mà cũng đã rất mạnh dạn trong cái việc đầu tư, có thể là vay vốn để mà xây dựng các cái nhà homestay, rồi là tự thu hút khách, rồi có rất nhiều những cái kênh để mà chúng ta thu hút khách từ trong nước rồi là ngoài nước để đến trực tiếp đến với lại xã Bản Hồ. Bản Hồ với khí hậu, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo sẽ là điều kiện để du lịch cộng đồng phát triển bền vững, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh dần ổn định và phát triển trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 15 hợp tác xã thành lập mới và 1 hợp tác xã giải thể. Lũy kế trên toàn tỉnh có 455 hợp tác xã, tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong đó 334 hợp tác xã đang hoạt động. Cũng trong 6 tháng, các hợp tác xã thương mại dịch vụ hoạt động tích cực hơn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có trên 7.500 tổ hợp tác với trên 113.000 thành viên. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, các tổ hợp tác đã dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động vay vốn tín dụng của các tổ hợp tác ngày càng sôi động trở lại. Đây là những tín hiệu vui để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh nhân đến khám điều trị hiện đang được ngành y tế Lào Cai quan tâm thực hiện, nhưng chủ yếu mới ở cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện ngành y tế đang triển khai thí điểm áp dụng hệ thống thông tin cơ sở tại một số trạm y tế cấp xã. Việc làm này bước đầu giúp cho công tác quản lý khám chữa bệnh thuận lợi hơn. Khi có bệnh nhân tới khám, chỉ cần cập nhật mã vào máy tính, toàn bộ thông tin về bệnh nhân, tiền sử bệnh được hiển thị rõ ràng. Nhờ đó, các y bác sĩ trạm y tế xã Bản Qua có thể thăm khám, tìm ra bệnh và có hướng điều trị thuận lợi cho bệnh nhân. Kết quả này có được là do trạm y tế xã Bản Qua được thực hiện thí điểm ứng dụng hệ thống thông tin y tế cơ sở. Phần mềm này thì là chúng tôi quản lý được bệnh nhân và quản lý được tất cả các chương trình, ví dụ như các chương trình như tiêm chủng và chương trình dân số để cập nhật thường xuyên, và cũng như là theo dõi thì là chúng tôi phải là thường xuyên hàng ngày chúng tôi trao đổi với nhau và nghiên cứu qua thông tin điện tử. Khi mà mình chuyển tuyến ấy, mình cũng mong muốn các bác sĩ tìm thấy tên của mình trên hệ thống dễ dàng hơn, biết được tình trạng bệnh của mình thế nào, dùng thuốc nào, mong các bác sĩ là điều trị tốt hơn cho mình. Triển khai hệ thống phần mềm quản lý sức khỏe điện tử, tới nay ngành y tế đã cập nhật được tới 66,65% tổng số người dân trong toàn tỉnh. Với cấp xã, hệ thống thông tin y tế cơ sở hiện đang thực hiện thí điểm tại 6 trạm y tế của huyện Bảo Thắng, Bát Sát và thành phố Lào Cai. Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của Bộ Y tế về kết nối chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở và hệ thống quản lý chương trình tiêm chủng quốc gia tại các cơ sở tiêm chủng. Từ đó giúp các đơn vị y tế thuận lợi trong việc theo dõi quá trình khám, điều trị, chuyển tuyến của người bệnh. Sau khi mà được sở cũng như là các ban ngành đánh giá là cái hiệu quả hai mô hình thí điểm về công nghệ thông tin của Bản Qua và Bản Vược hiệu quả, thì Trung tâm Y tế cũng mong muốn là được sở cũng như các ban ngành đoàn thể đầu tư để làm sao nhân rộng cho các xã về cái mô hình này để công tác khám chữa bệnh cũng như là nâng cao chất lượng về công nghệ thông tin tốt hơn. Thí điểm áp dụng hệ thống phần mềm quản lý sức khỏe điện tử với trạm y tế xã đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Để có thể triển khai trên diện rộng, ngành y tế cần quan tâm tháo gỡ một số khó khăn phát sinh tại cơ sở như hệ thống trang thiết bị, phần mềm và tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ trong quản trị và khai thác phần mềm. Tính đến ngày 30 tháng 7, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 124 lao động với kinh phí hỗ trợ là 64 triệu đồng, trong đó huyện Bảo Thắng là 122 người với kinh phí 61 triệu đồng, thành phố Lào Cai có 2 người với kinh phí 3 triệu đồng. Hiện tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp là 6.923 người. Trong đó, số lao động ngoài tỉnh là 700 người. Số lao động phải đi ở nhà thuê, nhà trọ ước tính là 1.500 người. Số người đã và đang đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà là 254 người. Trong đó, đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 124 người.
Thời gian tới, tỉnh sẽ phê duyệt hỗ trợ thêm cho 200 lao động với kinh phí 300 triệu đồng. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay số hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ít là do một số doanh nghiệp không nắm chắc, e ngại bị liên lụy khi người lao động trục lợi chính sách, nên yêu cầu người lao động các giấy tờ chứng minh phát sinh so với quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xu hướng học và thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của học sinh Lào Cai ngày càng phát triển. Khoảng thời gian nghỉ hè hiện tại đang được các em tận dụng hiệu quả để trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, những học sinh này đăng ký theo học lớp tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ với mong muốn sẽ đạt được chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Cambridge. Đây là mục tiêu rất rõ ràng và cũng là bước đầu đặt nền móng cho những ước mơ của các em trong tương lai. Em muốn được đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge là bởi vì em muốn vào trường Lê Quý Đôn. Em rất yêu thích môn tiếng Anh này ạ. Em rất muốn học giỏi để trở thành một MC song ngữ. Đa phần các em được học từ nhỏ, các chương trình theo từng bậc nên các em hoàn thành các nhiệm vụ khá tốt, gần như không có khó khăn gì trong việc học của các em. Ưu tiên được miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cộng điểm tuyển thẳng vào đại học, thêm cơ hội để đi du học là những lợi thế mà các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể mang lại cho học sinh. Nắm bắt được điều đó, tại Lào Cai, ngày càng nhiều học sinh sớm lên kế hoạch chinh phục các chứng chỉ quốc tế để gia tăng cơ hội trong tương lai. Khi em bắt đầu học ở đây là từ 2 năm trước và bản thân em lúc đấy là tiếng Anh cũng chưa được tốt và phát âm của em vẫn chưa được chuẩn như bây giờ. Rất nhiều học sinh ở đây đã được cái IELTS rất là cao nên là em nghĩ là nếu mà em chăm chỉ và được các giáo viên ở đây giúp đỡ thì chắc chắn là em cũng sẽ được như thế. Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Lào Cai luôn quan tâm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh. Ngành giáo dục đã chủ động trong việc triển khai dạy học tích hợp tiếng Anh ở hầu hết các môn học, dần chuyển hóa tiếng Anh thành ngôn ngữ thông dụng, đặc biệt chú trọng nhóm học sinh cuối cấp, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định đầu ra mỗi cấp học. Trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo cơ sở giáo dục là tạo mọi cái điều kiện để cho giáo viên và học sinh cũng tham gia đánh giá năng lực tại các trung tâm uy tín để từ đó có kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học. Việc học luyện thi và sở hữu chứng chỉ tiếng Anh phù hợp với độ tuổi là điều đáng khích lệ, tuy nhiên cũng không vì vậy mà tạo áp lực cho học sinh. Cùng với việc tạo điều kiện học tập tốt nhất, ngành giáo dục cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục, gia đình tự nguyện cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ bằng tiếng Anh, khơi dậy tình yêu ngoại ngữ ở các em để đạt hiệu quả học tập cao nhất. Tiếp theo chương trình, Nghệ An đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn. Trong phần tin thế giới, lễ hội bia Đức Oktoberfest trở lại sau 2 năm đại dịch. Theo Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa vẫn đang sôi động. Lượng tìm kiếm điểm du lịch trong tháng 7 năm nay tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 3 năm 2022. Những địa điểm được khách tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hà Nội, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong khi đó, lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người Việt trong 7 tháng năm 2022 tăng ở mức 780% so với cùng kỳ năm trước và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng tại 10 địa điểm. Đường dây lô đề do Nguyễn Mạnh Trường và Phạm Hồng Sơn cầm đầu. Tăng vật thu giữ là 2 xe ô tô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tăng vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng. Trường là đối tượng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Sơn cũng là đối tượng đã có 3 tiền sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 6 năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô số đề là hơn 30 tỷ đồng.
Riêng trong ngày 27 tháng 7 vừa qua, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Nước Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng và hạn hán được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử. Nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô Paris có chỗ đo được lên tới 56 độ C, trong khi vấn đề bất cập hiện nay là độ bao phủ cây xanh và bóng râm tại thành phố này còn quá ít, đòi hỏi chính quyền phải có hành động ngay lập tức. Thống kê cho thấy Paris chỉ có 10% không gian xanh gồm công viên và vườn cây, trong khi các thành phố khác ở châu Âu như London của Anh và Oslo của Đan Mạch tỷ lệ này lần lượt là 33% và 68%. Bạn có thể hiểu được vấn đề ngay khi đứng dưới bóng râm của cây xanh. Một hàng cây phủ bóng sẽ tạo ra một tấm chắn nhiệt mạnh mẽ và giúp bạn hít thở dễ dàng hơn trong ngày nắng nóng. Theo kế hoạch, chính quyền thủ đô Paris muốn kiến tạo một ốc đảo xanh tại chính thành phố này bằng cách trồng 170.000 cây xanh vào năm 2026. Ngoài ra, các trường học cũng sẽ mở rộng các khu vườn và phủ xanh đất trống. Tháng 7 vừa qua, Pháp chỉ ghi nhận lượng mưa trung bình ở mức 9,7mm, trở thành tháng khô hạn nhất ở nước này kể từ năm 1959, cũng là tháng nóng thứ tư kể từ năm 1990. Một số thành phố, trong đó có Nice và Marseille, không có một giọt mưa nào trong suốt tháng 7. Dự kiến trong tháng này, thời tiết tại Pháp sẽ tiếp tục nóng và khô. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, lễ hội bia Oktoberfest hàng năm của Đức sẽ được tổ chức trở lại vào mùa thu năm nay. Thông tin này vừa được ban tổ chức sự kiện nổi tiếng này xác nhận. Theo người đứng đầu lễ hội bia, sự kiện được nhiều người mong đợi ở thành phố Munich, bang Bayern sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch. Dự kiến năm nay sẽ có gần 500 hãng bia cùng nhiều nhà hàng, quán nướng tham gia phục vụ lễ hội. Theo đơn vị tổ chức, giờ mở cửa năm nay kéo dài hơn những năm trước, với các quán bia đầu tiên có thể mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Các đơn đặt hàng cuối cùng sẽ được chốt vào lúc 21 giờ 30 phút. Du khách đến đây không chỉ ăn uống khiêu vũ mà còn có thể thưởng thức các cuộc diễu hành đầy màu sắc. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang 160 km, làng Hơ Mông Pả Vi là điểm đến với nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông. Từ trên cao nhìn xuống, quần thể nhà hàng homestay trông giống một đôi mắt đặt giữa núi đồi. Với thiết kế hình lục giác tựa bông hoa sáu cánh, ngôi làng mang đến một vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính. Thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi làng này. Tới đây chương trình thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.